Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas, trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, sự ngụ viên Lâm Hùng và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào. Kính thưa quý vị, như thường lệ trước khi vào phần tin chi tiết, chúng tôi sẽ điểm những phần tin chính như sau. CCTV cho thấy cảnh sát đột kích vào đại sứ quán Mexico tại Ecuador. Nhà vật lý đoạt giải Nobel người Anh Peter Higgs qua đời ở tuổi 94. Bộ trưởng Ngoại giao Colombia cho biết nhóm phiên quân ELN đã kêu gọi đối thoại là một dấu hiệu tốt. Tổng thống Zelensky của Ukraine kiểm tra các công sự ở Kharkov khi Nga tăng cường tấn công. Vệ tinh trinh sát của Hoa Kỳ đã được phóng trong chuyến bay cuối cùng của dòng hỏa tiễn Delta. Và sau đây là phần tin chi tiết với sứ ngôn viên Tuyết Nha. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết CCTV đã đưa ra hình ảnh cảnh sát đột kích ngay vào đại sứ quán Mexico tại Ecuador. Tổng thống Mexico là Andrés Manuel López Obrador đã gợi ý Ecuador cảm thấy được chính phủ khác ủng hộ trong cuộc đột kích vào đại sứ quán Mexico tại Quito. Trong khi phát đi hình ảnh từ CCTV về đặc vụ Ecuador tiến vào đại sứ quán đối mặt với một giới chức Mexico. Nhưng đoạn phim từ bên trong đại sứ quán được phát hình ngay trong cuộc họp báo hàng ngày của López Obrador vào thứ Ba, cho thấy một cánh cửa mở ra một cách thô bạo và một người đàn ông có vẻ như là George Glasgow, phó tổng thống Ecuador, đang trượng trong đại sứ quán, bị khiêng bằng tay và chân được cảnh sát và binh lính nâng lên. Đoạn phim cũng cho thấy nhân viên đại sứ quán đã cố gắng chặn một cánh cửa khác nhưng sau đó lại bị nhân viên an ninh có vũ trang của Ecuador gạt sang một bên. Glass hai lần bị kết tội tham nhũng và đang đối mặt với cáo buộc mới, bị bắt vào ngày thứ Sáu tuần qua sau khi sống trong đại sứ quán Mexico từ tháng 12. Ông López Obrador đã chỉ trích quan điểm không rõ ràng của Hoa Kỳ và Canada về cuộc xung đột, đồng thời cho rằng những cường quốc khác có thể ủng hộ Tổng thống Ecuador là Daniel Noboa. Trở lại vào thứ Ba hôm qua, Hoa Kỳ đã yêu cầu Ecuador hợp tác với Mexico để tìm ra giải pháp cho tranh chấp ngoại giao này. Kính mời quý vị quay sang phần tin. Nhà vật lý đoạt giải Nobel người Anh Peter Higgs qua đời ở tuổi 94. Nhà vật lý Peter Higgs, người có lý thuyết về một hạt không bị phát hiện trong vũ trụ, đã làm thay đổi khoa học và được chứng minh bằng một khám phá đoạt giải Nobel nửa thế kỷ sau, đã qua đời ở tuổi 94. Đại học Edinburgh đã cho biết hôm thứ Ba ngày 9 tháng 4, việc phát hiện ra boson Higgs vào năm 2012 tại trung tâm nghiên cứu CERN gần Geneva được nhiều người ca ngợi là tiến bộ lớn nhất về kiến thức về vũ trụ trong hơn 30 năm vừa qua và hướng vật lý học tới những ý tưởng từng là khoa học viễn tưởng. Nhà khoa học người Anh nói với Reuters vào thời điểm đó, đối với cá nhân tôi, đó chỉ là sự xác nhận cho một điều tôi đã làm cách đây 48 năm và tôi rất hài lòng khi được chứng minh là đúng theo cách nào đó. Đại học Edinburgh, nơi Higgs giữ chức giáo sư trong nhiều năm, đã cho biết ông đã qua đời thanh thản vào ngày thứ Hai tại nhà sau một cơn bạo bệnh ngắn ngủi. Thứ được gọi là boson Higgs sẽ giải được câu đố về nguồn gốc của một số hạt cơ bản bằng cách tương tác với trường Higgs vô hình tràn ngập không gian. Bộ trưởng Ngoại giao Colombia cho biết nhóm phiên quân ELN đã kêu gọi đối thoại là một dấu hiệu tốt. Ngoại trưởng Colombia Luis Gilberto Moreno đã nói với phóng viên tại Liên Hiệp Quốc rằng lời kêu gọi đối thoại từ ELN là quân đội giải phóng quốc gia là một dấu hiệu tốt. Nguồn tin từ chính phủ và nhóm nội dậy cho biết nhóm phiên quân cánh tả ELN đã yêu cầu cuộc họp bất thường với chính phủ và nói những cuộc đàm phán hòa bình đang ở trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Gustavo Petro bắt đầu lại những cuộc đàm phán với ELN vào cuối năm 2022 như một phần trong nỗ lực chấm dứt xung đột kéo dài 6 thập niên tại Colombia, khiến ít nhất 450.000 người thiệt mạng bằng cách ký kết những thỏa thuận hòa bình hoặc đầu hàng với những nhóm vũ trang.
ELN và chính phủ cho tới nay đã tổ chức 6 vòng đàm phán dẫn tới lệnh ngừng bắn song phương, thành lập quỹ đa nhà tài trợ để tài trợ cho tiến trình này. Và ELN cũng cam kết sẽ đình chỉ những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, phe nổi dậy hồi tháng 2 lại cho biết những cuộc đàm phán đang gặp khủng hoảng, mặc dù sau đó hai bên cho biết rằng họ dự trù sẽ có một vòng đàm phán khác được tổ chức trong tháng này. Kính thưa quý vị, quay sang phần tin, Tổng thống Zelensky của Ukraine kiểm tra các công sự ở Kharkov khi Nga tăng cường tấn công. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky thị sát các tuyến công sự ở khu vực Đông Bắc Kharkiv vào hôm thứ Ba, ngày 9 tháng 4. Tổng thống Zelensky cũng đã đến thăm thành phố cách biên giới Nga 30 km, tức là khoảng chừng 18 dặm, và khu vực xung quanh trong bối cảnh ông mô tả là một chiến dịch của Moscow nhằm xua đuổi người dân khỏi khu vực. Ông cảm ơn người dân và doanh nhân đã vượt qua mối đe dọa, trụ lại và duy trì cuộc sống trong thành phố. Kharkov đã chịu thiệt hại nặng nề sau nhiều tháng bị Nga ném bom kể từ khi Tổng thống Nga ông Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị, vệ tinh dò thám của Hoa Kỳ được phóng trong chuyến bay cuối cùng của dòng hỏa tiễn Delta. Lực lượng không gian Hoa Kỳ và liên doanh Boeing Lockheed đã gửi một trọng tải dò thám bí mật lên quỹ đạo vào ngày 9 tháng 4 trên hỏa tiễn hàng nặng Delta 4, chuyến bay cuối cùng của thương hiệu từ đầu năm 1960. Hỏa tiễn thuộc sở hữu của United Launch Alliance cao 23 tầng, được phóng từ trạm lực lượng không gian Cape Canaveral tại Florida ngay trước 1 giờ chiều giờ địa phương, trước bầu trời ấm áp, có mây vài nơi. Một chương trình truyền hình trực tiếp trên website của ULA về cuộc phóng hỏa tiễn cho thấy, con tàu hỏa tiễn đã bay lên từ tháp phóng trong ngọn lửa sấm sét và những đám mây khí thải cùng với hơi nước cuồn cuộn. Đến đây chúng tôi kính mời quý vị vẫn giữ ban tần của đài BCTV để tiếp tục theo dõi những phần tin vừa mới cập nhật ở phần 2. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.